Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ biểu đồ moment trên trục số 2 của cái bộ truyện Bánh Răng Con. Thì tiếp nối trong cái series là hướng dẫn vẽ biểu đồ moment của các trục á. Cái clip trước tôi đã hướng dẫn các bạn vẽ biểu đồ moment trên trục 1 của bộ truyện Bánh Răng Con rồi. Thì một số bạn yêu cầu tôi làm thêm cái clip là hướng dẫn vẽ cái biểu đồ moment trên trục số 2 của bộ truyện Bánh Răng Con. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện vẽ cái biểu đồ moment trên trục 2 nha. Và cái clip vẽ biểu đồ moment trên trục 1 thì tôi đường link trong cái phần mô tả để các bạn có thể xem thêm. Đầu tiên thì là tập tính chiều dài trục 2 của Bánh Răng Con. Đây nè, nhắc lại cho những bạn mà chưa xem những cái clip trước nè. Thì ở đây ta có bộ truyện Bánh Răng Con nè, đây là trục 1 nè các bạn. Thấy không? Đó, nó truyền qua trục 2 nè, đây là trục 2 nè. Đó thì trên trục 2 này người ta lắp hai cái bánh răng, một bánh răng con lớn nè và cái bánh răng trụ nè. Đó, thì hôm nay mình sẽ thực hiện vẽ biểu đồ trên cái trục 2 này. Để vẽ biểu đồ này thì đầu tiên ta phải đi tìm các cái chiều dài L22, L23, L21 này nè. Đó. Thì muốn tìm các cái chiều dài này á, mình phải đi tính sơ bộ những cái đường kính trục này nè. Đó thì mình tính theo cái công thức này các bạn. Đường kính trục sẽ lớn hơn hoặc bằng căn bậc 3 của T chia cho 0,2 tô cho phép. Thì cái trục 2 mình thì mình lấy là moment xoắn trên trục 2 nè là T2 nè. Và đường kính D2 sẽ lớn hơn bằng căn bậc 3 của T2 chia cho 0,2 nhưng cho tô chia phép. Ở đây á, cái ví dụ trước á các bạn, thì mình tính được cái T2 này là 260.654 Nm. Thì tùy cái đề của các bạn nó ra bao nhiêu thì các bạn sẽ thế cái moment xoắn của trục 2 vô đây. Đó, các bạn chia cho 0,2 và nhân cho cái tô cho phép. Tô cho phép này thì các bạn có thể chọn là từ 15 đến 30 nè. Đó. Thì các bạn bấm máy tính ra, ở đây tôi bấm máy tính ra nó ra là 40,24 mm. Như vậy là cái đường kính sơ bộ mình tính ra là 40,24 và ở đây mình chọn là D2 của mình là 45. Vì sao? Vì các bạn dựa vào cái kết cấu của cái trục 2 này nè nha. Thì cái chỗ đường kính nhỏ nhất là hai cái chỗ đầu ngõm trục nè. Đó, đầu để lắp ổ lăng nè. Đối với lắp ổ lăng á thì cái đường kính nó phải là cái đuôi nó là số 0 hoặc là số 5. Ở đây mình tính ra là 40,24 rồi. Cho nên mình chọn lớn hơn gần nhất nó là 45. Đó. Thấy chưa? Hai cái đầu ổ lăng nè. Đó. Và mình sẽ theo cái kết cấu mình tăng dần lên. Đó, như vậy ở đây 45 thì mình có thể chọn chỗ này là 50 nè. Thấy không? Rồi qua đường kính này là ví dụ 60 đi. Đó, rồi ở đây nhỏ hơn là 50 và quay trở lại đây là 45. Đó, dựa vào kết cấu của cái trục mà mình có thể điều chỉnh lựa chọn các cái đường kính cho nó phù hợp. Đó, nói thêm một chút về cái moment T2 này. Thông thường mình sẽ tính là bằng moment trục 1 nè, nhân cho tỷ số chuyền nè, nhân cho hiệu suất nè. Ở đây là hiệu suất chung nè, chuyền từ trục số 1 qua trục số 2 gồm có là hiệu suất của cặp ổ lăng nè và hiệu suất của bánh răng nè. Đó thì hiệu suất chung này tính ra là 0,97. Đó thì các bạn nhân vô cái moment xoắn trên trục 1 là 56.703 nè, nhân cho cái U này là 4,739 nè. Đó, và nhân cho cái hiệu suất chung này thì là 0,97 nè, nó ra là 260.654 Nm nè. Bạn thế vô đây và các bạn tính được. Rồi, sau khi mà các bạn tính được sơ bộ, lựa chọn sơ bộ các đường kính trục của các cái đoạn này rồi á, thì tiếp theo các bạn sẽ dựa vào cái bảng 10.4 trong sách thầy chỉnh chức á. Bảng này nằm ở cái trang 191, tùy vào cái kiểu hợp của mình. Ở đây là hợp giảm tốc bánh răng con trụ nè. Đó thì mình sẽ tra qua. Đây các bạn xem nè, cái L22 là chỗ này nè, tức là từ tâm của cái ổ lăng nè, đó, lên tới tâm của cái bánh răng này nè. Đó thì người ta tính nè là bằng 0,5 LM22. LM22 là cái chiều dài của Meyer này nè. Đó là lấy một nửa nè, từ đây qua đây. Đó là chia 2 nè, cộng cho cái B0, B0 là bề rộng của cái ổ lăng này các bạn. Thấy chưa? Một nửa luôn nè. Thấy chưa? Từ đây qua đây. Đó, từ đây qua đây. Rồi cộng cho cái K1. K1 là cái khoảng hở này nè các bạn ha. Đó. Rồi cộng cho K2. K2 là từ cái mép trong của cái vỏ hộp cho đến cái mép của ổ lăng nè. Đó. Thì mình tính LA2 mình dùng công thức này. Đó. Rồi nếu như mình tính L23 là từ đây nè các bạn ha, từ tâm của cái ổ lăng nè cho đến cái tâm của cái bánh răng con nè.
nó L23 đây nè các bạn. Thì người ta tính là bằng L22 là bằng khúc này nè. Cộng cho thêm khúc từ đây qua đây. Mà khúc từ đây qua đây các bạn xem người ta tính là bằng 0,5LM22. Nó là từ đây tới đây nè, 0,5LM22 đó, một nửa mái ơ này. Rồi cộng cho cái K1, K1 ngoài sau này các bạn. Cộng cái K1 là khoảng hở này nè và cộng thêm cái đoạn từ đây tới đây. Đó, mà đoạn này là mình tính dựa vào góc côn ha, delta 2 này nè. Đó là bằng các bạn nhìn là cái bằng cái bề rộng B13 này nè. Đó, là này với này nó bằng nhau nè. Đó, thấy chưa? Và người ta nhân cho cái cos của cái góc delta 2, delta 2 góc này. Đó, chẳng qua là sin cos thôi. Đó, còn nếu mà tính cái chiều dài L21 là từ cái tâm ổ lăng bên đây đến tâm ổ lăng bên đây nè. Đó thì người ta tính nè các bạn xem nè là bằng LM22. Đó là đoạn này các bạn nha. Yeah. LM22 là đoạn này nè. Cộng cho LM23 là đoạn này nè. Thấy chưa? LM23 nè. Đó, đoạn này cộng cho đoạn này rồi cộng cho B0, B0 là một nửa bên đây nữa thành là B đó các bạn nha. Cộng cho ba cái K1. Đây một K1 nè. Đây một K1 nè là 2 nè, đây một K1 nữa là 3 nè. Và cộng cho 2 lần cái K2, K2 là khoảng thế nào các bạn? Đây. K2 nè là khoảng thành trong với lại cái mép trong của cái ổ lăng nè. Bên đây một cái, bên đây một cái. Đó, như vậy là mình sẽ dựa vào những cái công thức này ha để mình tính ra những cái L22, L23 và L21. Bây giờ mình đi sẽ tính cụ thể này các bạn xem nè. Đây, đầu tiên mình dựa vào công thức vừa mới nói đây ha, công thức này nè. Đó, mình sẽ tính L22. L22 sẽ bằng 0,5 nè, viết lại nè. Thấy chưa? LM22 mình phải đi tìm LM22. Mà LM22 là gì? Là Mayer của cái này nè, Mayer của cái bánh răng trụ nè. Đó, mà mình đọc ở cái trang 189 nha. Đó, công thức 10.10 nè các bạn. Đó, đây là chiều dài của Mayer bánh răng trụ nè. Thì nó dao động từ khoảng 1,2 cho đến 1,5 cái đường kính. À, đường kính cái trục này nè. Đường kính trục này là 50 đúng không? Tôi chọn đây là 1,5 đi. Đó, 1,5 là 50 nhưng 1,5 nó ra 75 nè. Đó, như vậy LM22 này là 75 nè các bạn. Thấy chưa? Rồi cộng cái B0, B0 là bề rộng của cái ổ lăng. Mà bề rộng ổ lăng này mình sẽ tra cái bảng ha. À, đây là đường kính trong của nó là 45 nè, 45 thì đây là 25 nè. Đó, các bạn cộng B0 là cộng 25 nè. Thấy chưa? Cộng K1, K1 là cái gì? K1 là khoảng cách từ mặt múc của chi tiết quay đến thành trong của hộp à, là cái thằng này nè các bạn nha. Thì thường cái này nó dao động từ 8 đến 15 đó, các bạn cứ chọn theo cái yêu cầu của người ta thôi. Ở đây tôi chọn là 10 nè, K1 bằng 10 nè. K2 cũng vậy luôn, K2 nó dao động từ 5 đến 15 thì tôi chọn 10 luôn nè. Đó, tôi gáp tất cả các số lên đây các bạn. K1 là 10 nè, K2 bằng 10 luôn nè. Đó, các bạn bấm máy tính ra nó sẽ ra là 70. Đó, như vậy là cái chiều dài L22 này ha, từ tâm của cái ổ lăng này đến tâm của cái bánh răng này tôi tính ra được là 70 nè. Đó, thấy chưa? Tương tự như vậy thì mình sẽ đi tính cái L23 đây. Thì như công thức nãy mình vừa mới xem ở cái bảng 10.4 nè các bạn ha, đây công thức L23 nè. Đó, thì L23 nó sẽ bằng L22 cộng cho 0,5 như LM22 cộng cho B13 nhân cho cos delta 2 cộng cho K1. Thì mình lần lượt tìm ha, các cái thông số và thế vô công thức này nha. Ở đây các bạn xem này, L22 mình vừa mới tính bên đây. L22 ra là 70 nè. Đó, các bạn sẽ thế 70 vô này cho L22 nè, thấy chưa? Cộng 0,5 viết lại nè. LM22 là nãy mình tính là 75 nè. Viết lại nè, thấy chưa? Cộng cho B13. B13 thì lúc mình tính lý thuyết ở đây nè các bạn, bề rộng B này nè là 45 ha. Nếu các bạn không biết cái này thì các bạn có thể xem lại clip số 1 ha. À, lúc mà tôi tính bộ chuyền bánh răng con á thì sẽ có cái phần này. Tôi để những cái clip đó ở dưới cái phần mô tả của cái clip này để cho các bạn xem thêm. Nhưng cho cos của cái góc delta 2, trong cái phần mình tính toán bộ chuyền bánh răng con này thì nó ra là 78 độ 5 phút 6 giây. Đó, thì mình đổi ra nó là 78,085 độ. Đó, và cộng cho K1, K1 như nãy mình nói là mình chọn là 10 nè. Đó, mình có đầy đủ các thông số rồi mình bấm máy tính ra. Nó ra là 117 mm. Như vậy cái đoạn này nè các bạn, khoảng cách từ đây tới đây nè là 117 mm. Thấy chưa? Tiếp theo các bạn, mình đi tính cái L21 nha. Thì cũng theo công thức ở cái bảng 10.4 hồi nãy mình làm đó. Thì L21 nè, nó sẽ bằng nguyên cái cụm này.
thì mình lần lượt tìm những cái thông số này mình thế vô thôi. LM22 mình vừa mới tính hồi nãy nè, nó ra 75 nè, thế vô nè. LM23 thì cái này nó cũng bánh răng, nó cũng cùng với lại cái đường kính này 50 50 hết. Thế giờ bên đây cũng 50, bên đây cũng 50, cho nên là coi như hai này bằng nhau, bằng 75 hết luôn. Này 75 cộng 75 nè. Đó, 75 này là LM22, 75 này là LM23. Đó, rồi B0 của mình là 25, hồi nãy mình tính rồi. Đúng chưa? Bề rộng của cái ổ lăng ngay chỗ cái đường kính 45 nè. Đó, rồi cộng cho 3K1, K1 hồi nãy mình chọn là 10 đúng không? 3 nhân 10 nè, cộng cho 2K2, K2 mình cũng chọn là 10 nè. Đó, như vậy các bạn bấm máy tính ra nó ra là 225. Đó là cái đoạn từ đây lên tới đây là ra 225. Rồi sau khi mà ta tính được các cái khoảng cách L22, L23, L21 rồi á, mình sẽ quay ngang cái trục này lại các bạn. Thì bình thường các bạn thấy là cái trục 1 nó ngang nè, trục 2 nó đứng như vậy. Đó thì rất là khó để vẽ biểu đồ. Để chuẩn bị vẽ biểu đồ á, mình sẽ quay ngang cái thằng này xuống cho dễ. Thì khi cái quay ngang xuống này các bạn, đây là cái bánh răng con nè, đó là thằng này, và đây là cái bánh răng trụ là thằng này. Như vậy khoảng cách L22 á là từ cái tâm của ổ lăng nè cho đến tâm bánh răng trụ nè, tức là từ đây tới đây nè, ở đây là 70 nè các bạn, thấy không? L22 70 nè. Còn L23 là ở đâu? Là từ tâm của ổ lăng nè cho đến tâm của cái bánh răng con bên đây nè, đó là 117 nè, tức là từ đây nè các bạn qua tới bên đây nè, 117 nè, L23 nè. Còn L21 á là từ tâm của ổ lăng dưới này lên tâm ổ lăng trên này, đó là từ lúc bên phải nè qua bên trái luôn nè, là L21 là 225 nè. Đó, và để dễ khi mà mình tính toán sức bền á, mình tính các cái phản lực đó, thì từ ba cái L22, L23 và L21 này nè, mình mới tính thêm hai thằng này. Đó, cái đoạn từ đây tới đây nè, L24 đó, tôi gọi đoạn này là đoạn L24 đi. Thì L24 nó sẽ bằng L23 trừ đi L22, và lấy 117 trừ đi 70 này, nó sẽ ra 47 nè. Và L25 là đoạn từ đây bên đây nè. Đó, thì tôi sẽ lấy L21, tôi trừ đi L23, tức là lấy 225 trừ đi 117, nó sẽ ra 108. Đó, và sau đó tôi chỉ lấy ba cái kích thước này thôi, để cho nó đơn giản tôi bỏ hai kích thước này đi. Rồi tiếp theo, bây giờ mình đi tính các cái lực trên bánh răng này nè các bạn. Ví dụ lực trên bánh răng con này nè. Đó, thì mình đã tính ở cái phần bộ truyền bánh răng con rồi ha, thì mình có FT1 và FT2 nè. Lực vòng ở trên bánh 1, bánh 2 nè, bánh răng con 1, bánh răng con 2 nè, nó bằng nhau. Và mình tính ra là 1878.4. Thì cái này các bạn xem ở những cái clip trước nha, clip mà tính bộ truyền bánh răng con á. Và FAR1 nó sẽ bằng với FA2 bằng 669 đó. Và FA1 nó sẽ bằng FR2 đó là bằng 141.2. Thì những cái này các bạn đã tính ở bộ truyền bánh răng con rồi. Tương tự như vậy mình tính lực ở trên cái bánh răng trụ này. Đó, thì ta có bánh răng trụ này á, thì người ta cho là bánh răng trụ răng nghiêng nha, cho nên là FT3 này sẽ bằng 2 lần T2 chia cho D3. Đó, mà T2 mình có rồi là 2 nhân cho 260.654 chia cho D3. D3 đây nè các bạn, lúc mình tính bộ truyền này nè, thì cái D này coi như D1 nè. Đó, thì nó ra là 78.46 ha. Các bạn xem lại những cái clip trước sẽ biết những cái thông số này. Thì mình tính ra được cái lực FT3 này là 6.644.3. FR3 thì các bạn tính ra được là 2.529.9. Và FA3 này thì là 2.041.8. Thì những thông số này ha, thì các bạn đã tính được ở những cái bộ truyền bánh răng rồi. Thì những cái này nó dễ cho nên tôi không có nói sâu vô đây ha. Đại khái là đối với mỗi cái đề á, thì các bạn sẽ có những cái lực này, lực trên bánh răng cụ thể. Và khi có những cái lực cụ thể này rồi, bắt đầu mình mới đi vẽ cái biểu đồ moment các bạn. Đây nè các bạn, đây lực, những cái lực nè, ví dụ FT2, FA2, FR2 đây là trên bánh răng con nè. FT2 nè, FA2 nè, FR2 nè. Còn cái thằng này FT3, FR3, FA3 là gì? Là trên bánh răng trụ nè. FT3 nè, FR3 hướng giao tâm nè, và FA3 đây dọc trục nè. Và các bạn lưu ý là các bạn để ý cái chiều nha, cái chiều quay của cái trục. Cái này á là cái bánh răng côn số 2 nè, là bánh răng bị động, tại vì cái bánh răng số 1 nó truyền qua đây, cái bánh răng số 1 nó quay nó truyền qua. Như vậy bánh răng côn này là bánh răng bị động, mà bánh răng bị động á thì cái FT này nó cùng chiều với chiều quay của N nè. Theo N này nó đang hướng ra thì FT2 này nó hướng ra nè. Bây giờ FR hướng về tâm nè, và cái FA2 này nó hướng qua đây. Đó,
Còn đối với cái bánh răng trụ này thì các bạn xem bánh răng trụ này nó sẽ bắt với một cái bánh răng trụ khác ở cái trục số 3 đó, cho nên thằng này nó đóng vai trò là bánh răng chủ động. Mà bánh răng chủ động thì cái lực tiếp tuyến, lực vòng đó, lực FT3 này nè, nó sẽ ngược chiều với chiều quay. Các bạn thấy ở trên đây nó nằm phía trên nè, thằng trên là đi vào nè, chiều quay đi vào thì thằng này đi ra đó. Các bạn lưu ý là vẽ cái chiều lực cho nó đúng nha, cho đúng quy tắc, chứ không là các bạn vẽ cái chiều lực này mà bị sai á là các bạn sai hết rồi. FR3 là hướng giao tập nè, và FA3 này, cái FA3 này thì tùy vào cái hướng nghiêng của cái răng này các bạn. Ở đây người ta cho hướng nghiêng của cái răng này nó như vậy đó, thì khi làm việc á, nha, bánh này bánh chủ động mà, cho nên ở trên nó quay lên thì cái bề mặt này nè là bề mặt làm việc, cho nên mình phải hướng vào bề mặt làm việc. Có nghĩa là lực dọc trục của FA3 này nó hướng về từ trái qua phải. Nếu như cái phương nghiêng này nó nghiêng như vậy đó, nó giống như dấu huyền á, thì lúc đó là cái FA3 mình nó sẽ ngược lại nha các bạn. Như vậy là cái chiều của lực dọc trục này nó phụ thuộc vào cái hướng nghiêng của cái răng mình, lưu ý nha, và phụ thuộc vào cái chiều xoay nữa ha. Ví dụ nó xoay lên nó khác, xoay xuống nó khác nha các bạn. Đây là đang đi vào nè, bánh chủ động đang đi vào nè, thì bề mặt này là bề mặt làm việc, bề mặt phía trên này hướng vào là đứng nhìn vô, đứng nhìn vô là nó hướng về bên phải nè đó. Còn nếu như nó xiên dấu quyền nè đó, đứng bên đây nhìn vô đó, mới thấy được cái bề mặt làm việc, thì nó sẽ hướng về bên bên trái đó. Cái này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Rồi sau khi mà mình đưa tất cả các cái lực của bánh răng côn, bánh răng trụ lên rồi, thì mình mới phân tích thêm các cái phản lực ở những cái ổ lăng. Ví dụ tại A nè ta có ổ lăng nè đó, tại D ta có ổ lăng nè, thì cái cách mà mình lựa chọn cái chiều của cái phản lực á, thì thường mình có sẽ có hai cái phản lực theo hai phương, đó là phương X và phương Y. Ở đây các bạn lưu ý là khi mình xoay cái bánh răng con đó thì cái lực FT nó hướng như vậy, thì mình chọn cái trục trục X nó song song với cái hướng này, trục Y nó hướng này. Nhiều bạn không biết tại sao nó vậy đó. Bình thường á, những cái bánh răng khác á, thì mình vẽ nó xuyên qua đây đúng không đó, nhưng mà do đặc điểm nè, do nó quay thôi. Đây nè các bạn, do cái bánh răng, hai bánh răng con nó ăn khớp như vậy, thì khi mà thằng FT1 nè đó, nó hướng dày thì FT2 nó hướng dày đó, nó song song ngược chiều. Cho nên khi mình quay xuống, mình quay 90 độ xuống á, thì cái FT2 này nó bị xiên về phía bên phải nha đó, thì mình vẽ xiên theo hướng bên phải luôn. Tiếp theo, khi mà mình đặt các cái phản lực này lên rồi á ha, thì có một điều lưu ý nhỏ nhỏ ở đây là gì, mình sẽ dự đoán trước. Em thấy nè, cái thằng FR2 nó đẩy lên nè, FR3 này nó đẩy xuống nè đó, và mình xem coi thằng nào là lực lớn hơn. Đây là dự đoán thôi, FR3 này lớn hơn đúng không, thằng FR2 này chỉ có 141 thôi, đây FR3 là tới 2529 lần nè. Như vậy là lực nó sẽ đè mạnh hướng này, mà lực nó đè mạnh hướng này thì hai cái phản lực này thường nó ngược lại đó, cho nên mình chọn hướng lên nè các bạn đó. Tại sao chọn hướng lên đó, lý do là mình căn cứ vào những cái lực nó tác động nè đó. Rồi ví dụ tại sao ERAX mình không chọn nó hướng ra ngoài mà mình chọn nó hướng vô trong, thì các bạn xem nè, ở đây ta có cái FT2 và FT3 này nó đều hướng ra ngoài hết không, vậy nó kéo cái trục này ra ngoài. Như vậy là cái phản lực của mình đó, nó giữ trục lại, nó phải kéo vô hướng trong. Ta thấy ERAX hướng vô và ERDX cũng hướng vô nè đó. Đây là những cái nhận xét nhanh để mình chọn cái chiều lực cho nó tương đối chính xác ha. Có thể mình chọn gì nó chưa đúng đâu, nhưng mà nó sẽ có khả năng là đúng nhiều hơn. Tí nữa mình tính ra cái giá trị đó, nó dương hay nó âm, thì mới biết là chính xác cái lực nó chạy theo phương nào nha. Rồi bây giờ mình mới đi tính nè. Đây, bây giờ mình đi tính lực tác dụng lên trục nè, các cái phản lực này nè các bạn nha. Thì đầu tiên mình xét trong cái mặt phẳng là IOZ, mặt phẳng thẳng đứng đó, thì mình sẽ sử dụng cái phương trình cân bằng moment, đối lấy moment cân bằng đối với điểm D nè. Đó, thì trong cái mặt IOZ này có bao nhiêu lực, các bạn thấy nè. Ví dụ trong mặt IOZ nha, là nó sẽ tại điểm A này nó có lực RAI nè, tại điểm B này nó có lực FR2 nè và FA2 nè, thấy chưa? Tại điểm C này nó sẽ có lực FA3 nè, FA3 nè và FR3 nè. Đó, tại điểm D này nó có lực RDI nè. Thì mình bắt đầu lần lượt tính nè, lấy moment cân bằng đối với điểm D nha, sigma MD bằng 0 đó, tương đương nè. Đây, bắt đầu từ dò từ trái qua phải nha các bạn. Chỗ này ta có RAI đó, mà RAI này nó làm cái trục này quay quanh điểm D này cùng chiều kim đồng hồ đúng không, nó quay nó đẩy lên mà đó, cho nên là lấy dấu âm nè các bạn. RAI nhưng cho cái cánh tay đòn chính là đoạn AD, mà đoạn AD thì bạn cộng lại hết những cái này nha.
tương ứng với nó là cái L21 hồi nãy mình tính ra đó là 225 nè. Lấy thằng này cộng thằng này cộng thằng này nó ra 225. Tiếp theo qua cái đây, qua đây ta có FR2 các bạn. Và FR2 này nó đẩy lên, nó làm cho cái trục mình quay quanh điểm D cùng chu kim đồng hồ luôn. Thấy chưa? Đó, cho nên là lấy dấu âm luôn, FR2 lấy dấu âm nè. Và nhưng cho cánh tay đòn của nó là đoạn BD nè là bằng 47 cộng cho 70 là ra 117 nè. Thấy chưa? Rồi còn lực nào không? Tại điểm B này còn một lực nữa, đó là FA2. FA2 này ha. Các bạn có thể dùng phương pháp trượt lực, các bạn trượt về đây. Đó, trượt về ngay điểm D nè. Đó thì nó làm cho cái trục mình quay ha. Đó, quay như vậy cùng chu kim đồng hồ luôn, cho nên lấy giá trị âm luôn nè. Đó. Và cái cánh tay đòn của nó là đoạn từ đây tới đây. Ha, hay nói cách khác là mình nếu mình trượt về đây là từ đây tới đây. Đó, là bằng D2 chia 2. Như vậy là trừ FA2 nhưng cho D2 chia 2. Đó, tại sao trừ? Là vì nó quay cùng chu kim đồng hồ đó. Tiếp theo là qua điểm C các bạn, qua điểm C thì ta có FR3 nè, FR3 nó đè xuống nó làm cho trục mình quay ngược chu kim đồng hồ nè, quanh điểm D á. Thấy chưa? Là lấy dấu dương nè, nhưng như cánh tay đòn của nó là cái đoạn CD này, 70 nè. Rồi, còn nào nữa? FA3. FA3 thì nó làm cho quay cùng chu kim đồng hồ nên lấy dấu âm nè các bạn. Và cánh tay đòn của nó chính là cái bán kính nè. Đó, là D3 chia 2 nè. Thì trong tất cả các cái lực này mình chưa biết cái RHI. Đó, RHI đây nè. Ở đây đang là dấu âm các bạn. Mình sẽ chuyển ghế qua bên dưới bên phải nó thành dấu dương. Và mình giữ tất cả các cái thằng còn lại và mình chia xuống mẫu 225. Đây các bạn thấy là nguyên cái cụm này viết lại nè. Đó, thấy chưa? Nguyên cái cụm này viết lại, chia xuống 225. Rồi những cái này nó có thông số hết rồi, nó có giá trị hết rồi, mình thế vô thôi các bạn. Đây tôi thế vô cho các bạn xem nha. À, trừ FR2, mà FR2 là đây 141,2. Bây giờ 141,2 nhân cho 117 độ. Nhân cho 117 nè. Trừ cho FA2, FA2 đây 669 nè. Nhưng cho D2 chia 2, D2 chia 2 là đây các bạn là 286,13 nè, chia đôi nó ra. Tiếp theo cộng cho FR3, mà FR3 các bạn nhìn đây là 2529,9. Đây, nhưng cho cánh tay đòn của nó là 70 nè. Rồi trừ cho FA3, FA3 là 2041,8. Đây nhưng cho D3, D3 tính là thằng này 78,46, chia đôi nó ra. Đó, rồi chia cho 225. Các bạn bấm máy tính ra nó ra là trừ 67,7. À, khi mà mình tính ra nó ra giá trị âm đó các bạn, có nghĩa là cái chiều mình giả sử ban đầu ha, giả sử ban đầu cái RHI mình hướng lên là không đúng, chiều thực tế nó phải hướng xuống đó, hướng xuống và bằng giá trị là bằng độ lớn là bằng 67,7 đó. Và khi mà gặp những trường hợp này thì các bạn lưu ý khi mà vẽ biểu đồ lực á thì mình nên để ý là cái chiều nó hướng xuống mới đúng nha. Thì tí nữa tôi sẽ nói kỹ ở chỗ này. Tiếp theo mình sẽ thành lập thêm một cái phương trình nữa, đó là phương trình chiếu tất cả các lực lên trên trục y và cho nó bằng không, tức là sigma y bằng không đó. Các bạn chiếu lên nè, coi nè, RAI, trục y là trục thẳng đứng nè, nó và mình cho hướng lên là dư luôn. RAI này là hướng lên nè, mình đang giả sử nó hướng lên mà các bạn, đây bây giờ hướng lên là dương nè. Đó, mặc dù các bạn đừng có quan tâm tới cái này nữa nha. À, có nhiều bạn cứ bị gọi là thấy tính thằng này ra âm cái đầu không biết xử lý như nào, cứ bình thường ha, tính âm thì cứ để giá trị âm đây. Đó, cái chiều lực này vẫn thẳng đứng như vậy, kệ nó, tí nữa mình sẽ xử lý ở cái chỗ mình vẽ biểu đồ thôi. Đây nó đẩy lên hướng lên, tại vì mình chọn nó đang chọn nó hướng lên mà, hướng lên dương nè. Thấy chưa? Cộng cho FR2 hướng lên dương nè. Thấy chưa? FR3 nó hướng xuống là âm nè. Rồi RDI, RDI hướng lên dương nè. Thấy chưa? Bằng không nè, tổng tất cả các lực này bằng không. Ở đây mình sẽ suy ra RDI, ở đây nó đang dương, mình chuyển tất cả cái thằng này về bên phía bên phải, giữ này giữ nguyên. Thì RAI là trừ nè, FR2 là trừ nè, FR3 chuyển với qua là cộng nè, thế tất cả các số vô các bạn. Và lưu ý nè, cái trừ này là của dấu trừ này viết lại nè, cái RAI hồi nãy mình tính ra bao nhiêu thì thế đúng vô hết là trừ 67,7 nè. Bây giờ trừ cho FR2 là 141,2 thế vô, cộng cho FR3, FR3 là bao nhiêu, đây là 2500 29,9. Đó, bấm máy tính ra nó ra là 2456,4. Như vậy là cái giá trị RDI là giá trị bên đây nè các bạn. Đó, nó hướng lên, nó dương nè, nó hướng lên, nó đúng cái hướng mình chọn ban đầu.
và cái giá trị của nó là bằng 2456,4. À, như vậy là mình đã tính được hai cái phản lực ở trong cái mặt EOZ rồi, và mình tiến hành vẽ biểu đồ trong cái mặt EOZ này luôn. Thì khi vẽ biểu đồ các bạn lưu ý là đây, hồi nãy mình chọn cái lực RAI này hướng lên đúng không, và mình tính ra dấu âm á, là gì, là cái lực thực tế của mình RAI nó phải hướng xuống như vậy. Thì lúc vẽ biểu đồ nè, vẽ biểu đồ lực cắt này các bạn, thì mình vẽ hướng xuống nè, thấy không, nó vẽ hướng xuống cái giá trị độ lớn bao nhiêu, 67,7. Đó, các bạn hiểu ý chưa? Tính ra nó âm thì không có gì hết, tức là chiều thực tế là hướng xuống, mà hướng xuống thì khi mình vẽ biểu đồ được cắt thì mình vẽ hướng xuống thôi. Đó, và giá trị bao nhiêu thì độ lớn nó bao nhiêu thì mình điền ở đây, chạy ngang qua nè, tới đây gặp cái FR2 này, nó đẩy lên các bạn, đang đứng ở là 67,7, đang đứng chỗ này nè, mà nó đẩy lên một lượng là 141,2, là nó đẩy lên tới đây. Và cái giá trị trên đây á, là lấy 141,2 mình trừ đi 67,7 thì nó ra là 73,5 này ra đây. Đó, mình chạy ngang qua tới điểm C thì nó gặp cái lực FR3 này đè xuống, và FR3 này là 2529,9. Đó, nó đè xuống một đoạn này nè, đó thì muốn tính cái giá trị dưới đây á, lấy 2529,9 nè, mình trừ đi cái giá trị này 73,5 nè, thì nó ra là 2456,4. Đó, mình vẽ ngang qua. Đó, tới đây gặp cái FRI đẩy lên, và các bạn xem nè, cái giá trị chỗ này nè đúng bằng cái giá trị RDI này thì mới đúng. RDI nãy mình tính ra là 2456,4 nè, là đúng rồi nè. Đó, như vậy biểu đồ mình xuất phát ở không và về lại không là đúng. Sau đó mình thêm các cái dấu vào các bạn, ở dưới phía dưới nè thì mình thêm dấu trừ nè, ở phía trên là dấu cộng nè, ở phía dưới là dấu trừ nè. Giờ sau đó mình sẽ vẽ biểu đồ mô men uốn MX, QI thì MX nè. Đó, thì các bạn xem nè, ở đây là đang âm đúng không, âm là nó tăng, vẽ lên, vẽ xuyên lên giá trị chỗ này. Đó, là lấy cái thằng này nè, 67,7 mình nhân cho cái chiều dài của nó là 108, mà nó ra là 7311,6. Tới đây, tới đây thì các bạn để ý nè, nó có cái bước nhảy do cái lực FA2 này gây ra. Đó, nó cái moment nó do nó tạo ra một cái bước nhảy ha, thì nhảy xuống nè. Đó, tại vì cái moment này nó quay theo chiều này, theo cùng dây đồng hồ á. Cái bước nhảy này nó phụ thuộc vào cái chiều của moment do cái lực FA2 này gây ra. Nếu như nó quay như vậy thì nó đi xuống như vậy, nó nhảy xuống. Còn giả sử chiều nó hướng ngược lại như vậy, nó quay ngược chiều đồng hồ á, thì nó lại nhảy lên, từ đây nó nhảy lên. Còn ở đây là nó đang cùng chiều đồng hồ, nó nhảy xuống. Nhảy xuống một lượng bao nhiêu, giá trị chỗ này tính như thế nào, là lấy giá trị này nè, giá trị đang đứng này nè, trừ đi cái moment do lực FA2 này ra, tức là MFA2 đó, tôi đã tính sẵn đây nè. Mà cái moment do lực FA2 này á, là bằng lực FA2 nhân cho cánh tay đòn của nó, là đoạn từ đây tới đây nè. Đó, tức là D/2 đó. Ở đây FA2 là 669 nhân cho D/2 là 286,13 chia cho 2. Nó sẽ ra là 95.710,5. Thì mình lấy cái giá trị này nè. Đó, mình trừ đi cái giá trị này, tức là 7.311,6 trừ đi cho 95.710,5. Nó sẽ còn lại là 88.398,9. Đó là điểm này. Đó, tới đây thì mình xem cái đoạn BC nè, ở đây nó dương nè các bạn, dương là nó giảm. Bây giờ hồi nãy bên đây nó âm là nó tăng lên nè, nó dương thì nó giảm xuống tới đây. Vậy cái giá trị chỗ này tính như thế nào? Nó sẽ bằng giá trị chỗ này mình cộng cho cái diện tích này, nó tức là bằng 88.398,9 nè, mình cộng cho 73,5 nhân cho 47, nó sẽ ra giá trị này. Bây giờ rồi tới đây các bạn xem là nó có một cái moment MFA3 nè, đó, nó quay chiều này. Moment MFA3 này do cái lực FA3 này nó tạo ra. Đó, thì nó sẽ có cái bước nhảy, nó nhảy xuống nè các bạn. Tại sao nhảy xuống? Tại vì moment này nó quay cùng chiều đồng hồ nè. Đó, nếu như cái lực FA3 này hướng về bên trái á, thì moment nó sẽ quặt ngược lại, là nó sẽ nhảy lên trên này. Còn ở đây nó đang là cùng chiều đồng hồ, là nó đang đứng đây. Nó nhảy xuống tiếp, nó nhảy xuống một lượng bằng bao nhiêu? Bằng đúng cái moment do cái lực FA3 này tạo ra. Mà moment do lực FA3 này tạo ra đã tính đây nè, là bằng lực FA3 nhưng cho cái cánh tay đòn của nó, mà cánh tay đòn của nó chính là cái bán kính đây nè, hay nói cách khác là bằng D3/2 đó. Đây FA3 nhưng cho D3/2, mà FA3 là 2041,8 nhưng cho D3 là 78,46 chia đôi nè, nó ra là 80.099,8. Như vậy là muốn tính cái giá trị bước nhảy xuống dưới đây nè, giá trị đứng tại chỗ này nè, thì mình lấy giá trị ở đây, mình cộng cho thằng này. Đó, lấy giá trị này nè, cái số này nè,
cộng cho cái số này nè, nó sẽ ra giá trị tại đây. Xong mình nhìn ở cái đoạn CD nè, nó đang âm là nó tăng lên lại nè. Nó tăng lên tới đâu, ví dụ tăng lên tới điểm này hoặc là tới không hoặc là nhìn qua bên đây là nó phụ thuộc vào cái giá trị này. Đó. Thì ở đây mình đang đứng là giá trị này đúng không? Mình lấy giá trị này nè, mình trừ đi cho cái diện tích này. Đó, tức là lấy 171.953,2 mà trừ đi cho 2.456,4 nhân cho 70. Đó thì nó, nếu mà mình đúng chính xác là nó về không. Có trường hợp nó không về không các bạn, nó bị lệch một ít, lệch một ít vài đơn vị thôi. Lý do là gì? Trong quá trình tính toán bên những cái số này nè, mình có làm tròn các bạn nha, cho nên nó bị đổi số hay một chút hoặc nó nhỏ số một chút. Đó, thì nhỏ số kiểu đó là do mình làm tròn ha, nó không ảnh hưởng đến cái kết quả mình nhiều và lúc đó thì mình vẫn dễ về không nha. Còn mà nó đổi số nhiều quá, nó sai số nhiều quá là mình phải kiểm tra lại cái cách mình tính ha, khúc đầu này, từ khúc đầu này xuống tới đây coi có đúng hay không. Nếu mình tính đúng rồi mà nó đổi số một ít là do mình làm tròn thì vẫn không sao ha, vẫn ok. Đó là mình đã vẽ xong biểu đồ lực cắt và moment uốn ở trong cái mặt EOZ nha. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi qua phân tích lực và tính các lực ở trên mặt XOZ. Đây các bạn, mặt XOZ nè. Thì những cái lực trên cái mặt XOZ là mặt nằm ngang đó ha, mặt nằm ngang đó các bạn. Thì những cái lực trên mặt nằm ngang này bao gồm nè. Tại A là ta có lực RAX nè. Bây giờ tại B ta có lực FT2 nè. Tại C ta có lực FT3 nè và tại D ta sẽ có lực FDX nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi thành lập các cái phương trình và mình đi tính thôi. Đầu tiên tôi thành lập cái phương trình cân bằng moment đối với điểm D nè, thì các bạn xem nha. Ở đây tôi cũng xét từ trái qua phải nha. Ở đây điểm A nè. Đó, cái lực mà nó nằm trong mặt XOZ này là có lực RAX nè. Và các bạn thấy nè, cái lực RAX nó kéo theo phương này đúng không? Thì nó làm cho cái trục mình quay quanh điểm D nè, tôi đang xét cân bằng đối với điểm D. Trục mình quay quanh điểm D có phải là đứng trên nhìn xuống nó cùng chiều kim đồng hồ không? Đó, mà về moment mình cứ quy định là cùng chiều kim đồng hồ là lấy giá trị âm nè. Đó, trừ RAX nè, nhưng cho cánh tay đòn của nó là đoạn AD, mà đoạn AD mình tính ra là cộng 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 ba này lại nè là 225. Thấy chưa? Đó là xong cái chỗ điểm A. Qua điểm B nè các bạn, qua điểm B thì ta thấy chỉ có một lực là FT2 này, nó nằm trong cái mặt phẳng XOZ thôi. Mà cái FT2 này các bạn xem coi, nó tạo cái moment làm cái trục này quay quanh điểm D có phải là ngược chiều kim đồng hồ không? Đứng trên nhìn xuống ngược là lấy giá trị dương FT2, nhưng cho cánh tay đòn của nó là đoạn BD. Đoạn BD là bằng 47 cộng cho 70 đó, ra 117 nè. Bây giờ tiếp theo qua điểm C, điểm C chỉ cũng có một lực nằm trong cái mặt XOZ thôi, đó là FT3 nè. Bây giờ và cái lực này nó quay ha, nó quay cho cái trục mình cũng ngược chiều kim đồng hồ luôn, đứng trên nhìn xuống đó. Thấy à, như vậy mình lấy giá trị dương luôn, FT3 nhưng cho cánh tay đòn của nó là đoạn CD. Đó là 70. Đó. Và trong cái phương trình này các bạn, mình thấy cái thằng RAX này mình chưa biết nè, và đang là dấu âm là mình chuyển vế thằng này qua bên vế phải, những thằng này mình giữ nguyên, em thấy không, là FT2 giữ nguyên nè, FT3 giữ nguyên nè. Đó, và mình chia cái 225 này xuống dưới. Thấy chưa? Rồi mình sẽ thế số vô các bạn. FT2 này là bao nhiêu? 1878,4 là thế vô đây. 117 viết lại cộng nè. FT3 bao nhiêu? 6644,3 nè, nhân cho 70 nè, viết lại nè và chia cho 205. Các bạn bấm máy tính ra nó ra là 3043,9 newton. Đó là ra giá trị dương nè. Giá trị dương có nghĩa là gì? Là mình giả sử cái lực ban đầu mình theo hướng này là đúng nè. Tiếp theo mình xét thêm một cái phương trình nữa, đó là chiếu tất cả các lực lên trên trục X nha. Trục X mình chọn là cái trục này nè. Đó, và hướng dương là hướng ra ngoài. Đó thì ở đây ta thấy nè, tại điểm A này ta có lực RAX nè. Đó, nó hướng vào trong là âm nè. Thấy chưa? Qua điểm B ta có FT2 nè. FT2 này nó hướng ra là dương nè. Qua cái chỗ C này ta có FT3 hướng ra cũng là dương nè, cộng FT3. Qua điểm D này ta có FDX này hướng vô là âm nè. Đó. Tổng các cái lực này lại cho bằng 0 nè, đó, sigma x bằng 0. Cái này là kiến thức của bên môn cơ lý thuyết nha các bạn. Rồi ở đây mình thấy là RAX mình có rồi, hồi nãy vừa mới tính đây. Thấy chưa? Chỉ có RDX này mình chưa biết thôi. Cái FT2, FT3 này biết luôn rồi. Như vậy là mình muốn tính RDX này nè, đang dấu âm nè, mình chuyển vế qua bên phải, mấy thằng này giữ nguyên hết, trừ RAX cộng FT2 cộng FT3. Thấy số vô các bạn.
trừ RAX là RAX vừa máy tính bên đây nè. Bao nhiêu? 3043,9. Đấy giờ cộng cho FT2 bao nhiêu? 1878,4. Cộng cho FT3 là 6644,3. Các bạn bấm máy tính ra, nó ra là 5478,8 Newton. Đó, như vậy là mình đã tính được hai cái phản lực theo cái phương x này luôn rồi, đó là RAX và RDX đầy đủ rồi. Như vậy là trong cái mặt XOZ này đã đầy đủ các lực rồi, mình bắt đầu tiến hành đi vẽ biểu đồ moment thôi. Đây rồi, bắt đầu cũng xuất phát từ bên trái qua các bạn. Ở đây RAX này nó hướng lui sao đúng không, nó hướng vô đúng không, thì mình vẽ vô nè. Bao nhiêu RAX nãy vừa mới tính nè, 3043,9 nè, nó vẽ vô, vẽ ngang qua 3043,9 tới điểm B này các bạn nha. Các bạn lưu ý là những cái đường xiên này nó phải song song nhau nha. Nhiều bạn vẽ đường xiên này ở trên đây nó xiên một kiểu, dưới đây nó xiên kiểu khác là không đúng nha. Tất cả đều song song với cái trục X hết nha, trong cái mặt XOZ đó. Tới đây thì ta gặp cái lực FT2 này đẩy ra, các bạn mình đang đứng đây nè, gặp lực FT2 đẩy ra, đẩy ra bao nhiêu? 1878,4. Mình đang đứng là 3043,9 mà nó đẩy ra có 1000 mấy thôi, tức là nó đẩy chưa qua khỏi cái đường này, nó còn nằm phía bên âm nè. Bây giờ đó, và giá trị chỗ này nè, giá trị chỗ này là mình lấy thằng này 3043,9 mình trừ đi 1878,4, nó sẽ ra là 1165,5. Đó, mình vẽ ngang qua đây, tới đây gặp điểm C nè các bạn, thì ta có FT3 nè. FT3 nó lại hướng ra, nó lại đẩy ra nữa. Đó, đẩy ra bao nhiêu? Đẩy ra đúng một cái lượng này. Đó, thì ở đây á, mình muốn tính cái giá trị đây á, thì mình sẽ lấy là cái số này 1165,5, mình trừ đi số này, đó là 6644,3, thì nó ra là 5478,8. Đó, thấy chưa? Có nghĩa là cái đoạn chiều dài từ đây nè tới đây nó bằng đúng cái giá trị này. Rồi mình vẽ ngang qua các bạn, ngang qua tới đây gặp cái lực RDX đẩy vô, và các bạn xem xét nè, cái RDX hồi nãy mình tính ra cái giá trị là 5478,8, xem với cái giá trị mà mình vừa mới lần tới đây nè, nó bằng nhau hay không. Nếu nó bằng nhau thì nó đẩy về không là đúng. Như vậy biểu đồ mình xuất phát ở không và về lại không, đó là chính xác. Đó. Rồi sau khi mà mình vẽ xong cái này rồi, mình sẽ thêm các cái dấu. Đây là phía sau là dấu trừ nè, dấu trừ nè, phía sau đường này nè, ở đây phía trước là dương nè, là dấu cộng nè. Đó, sau đó mình tiến hành vẽ biểu đồ moment uốn thôi. Biểu đồ này là ta gọi là biểu đồ lực cắt QX, rồi biểu đồ moment uốn MI. Thì cách vẽ cũng rất là đơn giản nè. Bây giờ mình chuyển hành vẽ biểu đồ MI nè. Ở biểu đồ lực cắt là nó âm nè, âm thì biểu đồ moment nó sẽ tăng lên nè. Đó, thì các bạn lưu ý là tăng tới đâu là mình phải vẽ nè, từ cái điểm gốc này nè, mình vẽ một đường xiên song song với cái trục X đó ha. Rồi xong mình tăng tới một điểm nào đó. Bây giờ cái giá trị chỗ này nè, nó sẽ bằng là diện tích của cái vùng này. Diện tích vùng này chính là lấy 3043,9 nè, mình nhân cho 108 nè, nó ra cái giá trị này nè. Tới đây các bạn thấy bên cái đoạn BC này nè, nó cũng âm, âm là nó tăng tiếp. Bây giờ nó tăng tiếp, và cái giá trị chỗ này nè là bằng cái giá trị này cộng cho cái diện tích này. Đó, hay nói cách khác là bằng cái giá trị này cộng cho 1165,5 nhân cho 47, đó nó ra cái giá trị này. Bây giờ tới đây nè các bạn, mình nhìn vào cái đoạn CD nè, mình thấy bên đây nó dương đúng không? Đó, dương thì nó sẽ giảm. Nó giảm bao nhiêu? Nó giảm một lượng bằng đúng cái diện tích này. Đó, hay nói cách khác là cái giá trị bên đây á, thì mình sẽ lấy giá trị này nè, mình trừ đi cái diện tích này. Đó. À, thông thường á, nếu mình tính đúng á, là mình trừ đi là nó về không á nha, thì nó mới đúng. Còn nó không về không, nó có thể lệch nhau một ít thôi, lý do là mình làm tròn thôi thì vẫn ok nha. Đó. Rồi đó là xong cái biểu đồ MI, biểu đồ moment uốn. Và các bạn khi vẽ xong các bạn có thể kiểm tra nhanh biết nó đúng hay sai nè. Đây các thấy cái lực FT2 và lực FT3 nó đẩy ra phía ngoài nè, thì cái biểu đồ moment của mình á, moment uốn của mình á, thường nó cũng đẩy ra phía ngoài, nó làm cho cái trục mình có xu hướng bị cong ra phía ngoài nè, thấy không? Đó, nó hất ra phía ngoài nè. Đó. Với cái FT2 và FT3 này nó đẩy ra ngoài đây, mà khi mình vẽ xong biểu đồ moment mình thấy nó uốn vô phía trong á, là không đúng nha. Đó là cái cách mà mình nhận xét nhanh để mình kiểm tra lại cái việc mà mình vẽ biểu đồ có đúng hay không. Tiếp theo các bạn là mình đi vẽ cái biểu đồ moment xoắn. Thì biểu đồ moment xoắn thì ta thấy nè, xét từ trái qua phải nè,
thì chỉ có ngay cái chỗ điểm B này và điểm C này nè, đó nó sẽ tạo ra cái moment ha, lý do là nó có cái lực FT nè, FT2 và FT3 này các bạn. À, thì cái trục mình chỉ có sẵn ở đoạn giữa này thôi, tại vì đoạn ngoài đây ha không có cái lực FT nào hết, cho nên nó không có chịu sẵn nè. Ở cái đoạn AB và đoạn CD này nó chỉ chịu uốn thôi, do cái lực FT này nè. Ví dụ các bạn đứng bên phải nhìn vô nha, đó, cái lực FT3 đó nó sẵn, nó làm sẵn, đứng bên phải nhìn vô là sẵn ngược chiều kim đồng hồ. À, thì thường là người ta sẽ ký hiệu nó đi xuống phía dưới âm nè. Đó, thì thông thường nếu mà nó quay cùng chiều kim đồng hồ á, đối với moment xoắn á, thì nếu mà cùng chiều kim đồng hồ thì người ta sẽ tính là dương, còn ngược chiều kim đồng hồ thì người ta sẽ tính là âm. Đó, và cái moment xoắn này chính là T2 nè. T2 này nãy mình tính ra là 260.654 newton mm nè. À, rồi như vậy là mình đã vẽ được cái biểu đồ moment xoắn và biểu đồ moment uốn ở trên cái mặt XOZ rồi. À, bây giờ mình sẽ tổng hợp lại nè. Đây, đây là mình có thể vẽ cả ba cái ở trên cùng một biểu đồ nè. QI nè, MX là trên cái mặt IOZ đó các bạn, và QX MI là trên cái mặt XOZ nè, và cái moment xoắn T nè. Đó, tổng thể như vậy. Đó, như vậy là cái phần hướng dẫn vẽ biểu đồ moment trên cái trục số 2 của bộ chì bánh răng côn là tôi đã vừa mới hướng dẫn các bạn xong. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự hữu ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Các bạn hãy đặt chuông thông báo để khi chúng tôi phát hành những cái clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái clip đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.